Cậu Nhân ơi, con Phi chết rồi cậu. Gì? Mấy ngày nay nè, tự nhiên ruột gan tôi nóng quá. Tôi mới lặn lội lên trên này tìm con Phi của nó làm sao. Khi lên được tới trên này á, thì đúng lúc á, người dân tộc á, họ vớt được một cái xác chết là nữ á, trương phình lên hết trơn à. Chiều nay á, tôi nhận tro cốt của con Vi đưa về một ngôi chùa ở Sài Gòn á. Chắc là ngày mai tôi tới nơi đó cậu. Tại sao vừa nói cô Vi chết vậy? Chuyện tế nhị lắm, Y Tung không hiểu đâu. Đây là ý của cô Vi, nhằm đánh lạc hướng á, kẻ tình nghi của cổ. Y Tung nè, nếu cái người mà cô Vi á, nghi là hại cổ á, tưởng là cô Vi chết rồi họ không để ý nữa, vậy thì mình đưa cô Vi về bệnh viện chữa trị nó tiện hơn đúng không? Vậy á, là ngày mai á, tôi sẽ về thành phố tổ chức đám tang giả cho cô Vi, nếu không á, thì họ sẽ nghi ngờ đó. Vậy gì? Bây giờ Y Tung kiếm thêm người khiêng cổ đi ra ngoài. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Vậy nhờ Y Tung nghe. Dạ, Y Tung đi. Dạ. Mà nếu như em dừng lại lúc này thì những giây dứt khi chưa hiểu được gì đâu mà gia đình bỗng tan nát mất mát,
Em cũng sẽ không sống nổi với những dây dứt đó đâu anh Y Tung mà. Dạ, dạ tôi nghe là luật sư. Dạ. Chào chị, tôi cần nói chuyện với cô Vi. Dạ, dạ có, cô Vi đang ở bên cạnh tôi nè. Giờ cô đang bệnh. Được rồi. Dạ, để tôi hỏi ý kiến cổ rồi tôi gọi lại nha. Ok, dạ. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ. Có chuyện gì vậy dì Lời? Là luật sư An muốn liên lạc với con, mà bữa giờ gọi cho con không có được. Luật sư nói có chuyện gấp lắm, muốn gặp con á. Dì gọi lại cho con nói chuyện với họ đi dì. Ừ. Alo, tôi nghe. À, luật sư nói chuyện với cô Vi nha. Dạ, tôi nghe đây luật sư. Mấy ngày hôm nay tôi gọi cô quá trời mà không gặp được cô. Có chuyện gì không luật sư? Luật sư riêng của bà Maria ở Mỹ, được biết là mẹ nuôi của cô, đã thông báo cho tôi biết bà ấy đã qua đời ở Mỹ vì bị tai nạn giao thông. Cái gì? Mẹ tôi mất rồi sao? Đúng vậy. Trước khi gọi cho cô á, tôi cũng đã tìm hiểu thì tin này đúng là sự thật. Ngoài ra, bà cũng để lại cho cô một số tài sản rất lớn. Theo yêu cầu của luật sư ở Mỹ, thì cô cần phải qua bên đó để làm một số thủ tục để được chuyển giao và nhận tài sản. Cô nhớ tranh thủ nghe. Tôi biết rồi. Nếu như cô cần làm thủ tục gì, thì cứ việc liên hệ với tôi. Cảm ơn cô. Dạ, tôi cảm ơn luật sư. Chào luật sư. Trời ơi, cái gì mà nó cứ xui xẻo, nó cứ dồn dập hoài vậy? Tội nghiệp cho con quá Vi ơi. Dì thương con quá Vi ơi. Chỉ còn một mình, không cha, không mẹ, hình hài thì cũng tan nát, không biết có còn là mình nữa hay không. Nhưng con luôn nhớ lời mẹ dặn, khó khăn chỉ là tạm thời, nó tùy thuộc vào ý chí của mình. Con sẽ làm được như vậy, nhất định con sẽ phải thay đổi, để tìm ra người đã hại con, hại gia đình mình. Nhất định con phải làm được. Alo, Yến hả? Cái chuyện gì vậy em? À, dạ, chị Trâm. Em mới vừa đến văn phòng á. Em xin anh Nghĩa đến để phụ chị. Có mấy anh chị ở bên xưởng qua giao bàn ghế, có hỏi em là sắp xếp làm sao. Nhưng mà em không có biết nữa. Chị sắp đến chưa? Hôm qua chị mất ngủ, bây giờ mệt trong người quá à. Chắc là đi không nổi đâu. Em đang ở văn phòng hả? Vậy em sắp xếp giùm chị nha. Em làm luôn á hả chị?
Chắc không được đâu. Thì cứ xếp đại đi, rồi khi nào chị khỏe, chị lên, chị điều chỉnh lại sao nha. Chị Trâm à. Biết vậy không có nhận thiết kế là bản vẽ văn phòng để cho anh Nghĩa làm được rồi. Thích thể hiện cho anh ấy biết mình giỏi. Ai ngờ mất ngủ nguyên đêm mà không chọn được cái gì hết. Thôi, cứ sắp xếp theo ý mình vậy. Phải siêng năng thì mới lấy lòng được sếp chứ. Ê bà, bà nghe tin chấn động gì chưa? Bà Hương với ông Nhân ngủ với nhau trong chuyến đi Nha Trang vừa rồi chứ gì. Vậy mà tôi tưởng bà chưa biết luôn á. Cả cái công ty đều biết luôn đó chứ. Cái hội bà tắm trong phòng dân sự xì ra chứ ai. Hai người này lúc trước cũng có tin đồn là có tình ý với nhau. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, chuyện đó là bình thường thôi. Tại hai người đó đều là nhân vật quan trọng của công ty nên mới được đặc biệt quan tâm. Nhưng mà ông Hải, ổng công khai theo đuổi bà Hương bấy lâu nay chứ bộ. Rốt cuộc là sao? Bà Hương thương ông Nhân hay là muốn hốt luôn hai anh em? Làm tôi cứ tưởng bà Hương là tiểu thư ngoan hiền không, ai ngờ bà cũng ghê. Ai biết đâu, thôi cứ chờ thử coi sao. Thôi đi ăn rồi về. Ừ. Bị bệnh hay sao mà mặt em xanh sao vậy? Ủa Hương, sao con về giờ này? Con sao vậy hả? Có chuyện gì không? Dạ con hơi mệt trong người nên về sớm nghỉ ngơi. Mệt trong người hả? Rồi dạ. Có cần phải đi bác sĩ không con? Chắc do tối qua con thức khuya nên con mệt thôi, chứ không có bệnh gì đâu mẹ. Con lên phòng ngủ một giấc là khỏe. Thôi vậy cũng được, lên phòng nghỉ đi con. Dạ con đi nha mẹ. Chắc có chuyện gì rồi đó cô. Hôm nay thấy em Hương lạ lắm. Hay quá ha. Nó là con của cô, chẳng lẽ cô không biết là nó đang nói dối hay sao? Thôi, cứ để nó nghỉ ngơi đi. Bây giờ cô lên phòng hỏi xem nó có chuyện gì hay không. Dạ. Anh Hải, ra. Anh Hải. Anh Hải à, có chuyện gì mà anh qua đây? Thằng khốn nạn! Anh Hải, bình tĩnh lại anh Hải. Buông ra. Bình tĩnh anh Hải. Cậu ra ngoài đi, ra ngoài. Dạ. Mày là một thằng khốn. Trước đây là Vi, còn bây giờ là Hương. Anh đang nói cái gì vậy? Bây giờ cả công ty đồn ập lên chuyện có mày với Hương ở Phan Thiết. Chính trong cái đêm hôm đó, mày dám hất tay thân của tao hả? Tôi và Hương yêu nhau, chuyện bình thường thôi. Anh coi lại thái độ của anh đi. Anh đang sai khi đánh em của mình đó. Hương sẽ là em dâu của anh. Anh nên dừng lại mấy trò tán tỉnh của anh đi. Không hợp với lễ nghĩa đâu. Mày dám ăn nói với tao giọng đó hả? Anh Hải, anh bình tĩnh lại đi. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Tốt nhất anh nên về đi. Đừng để tôi phải gọi bảo vệ lên. Chuyện này không chỉ tới tay bà mà còn cả hội đồng quản trị nữa đó. Không có lợi cho anh đâu. Mày cứ chờ đó. Dù mình không cưới được Hương thì nó cũng không bao giờ có cơ hội. Ba và bà Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện hai anh em cùng ngủ với một người đâu. Thank you.
toàn tỉnh được gần 7.000 hồ sơ các loại thuộc các lĩnh vực đất đai, hộ tịch, môi trường, đăng ký kinh doanh, sở hữu nhà. Dạ, cô chào bác. Ủa, con mới tới hả? Tìm cô có chuyện gì không? Dạ, cô gọi cho Hương mà cổ không nghe máy, nên cô có gọi cho thư ký của Hương. Thư ký nói là cô về nhà rồi. Dạ, con muốn gặp Hương có chút việc. Hương nó đang trên lầu á. Tuyền ơi. Dạ, dạ. Đưa cô nhân lên phòng của Hương kìa. Vậy con lên đi nha. Dạ. Dạ, cậu đi theo tôi. Hay là có chuyện gì rồi? Nhìn cái mặt nó là biết liền mà. Hương ơi, Hương ơi. Em nói là nay em mệt, em không có ăn cơm. Không phải đâu em, có cậu Nhân tới muốn gặp em nè. Em hơi mệt, chị nói ảnh đi về đi. Hương ơi, mở cửa cho anh. Anh có chuyện muốn nói với em. Hương à, nếu như em không gặp anh, anh sẽ đứng ở đây không về luôn. Hương à, Hương, mở cửa cho anh đi Hương. Hương à. Hương. Hương. Vậy cậu nói chuyện với Hương nha. Cảm ơn chị. Dạ. Cô. Chị đi xuống đi. Hương à. Em đã nói là coi như không xảy ra chuyện gì rồi mà. Anh còn đến đây làm gì nữa? Anh xin lỗi em, vì anh mà để em phải mang tai tiếng. À, lúc nãy anh Hải tới gây sự đánh anh. Anh biết được chuyện của tụi mình ở Phan Thiết bị người của công ty đồn đại. Anh đừng nói nữa. Hương à, dù hôm đó tụi mình đều là nạn nhân của tên Hải, nhưng anh thật sự, anh cũng đã làm chuyện có lỗi với em. Hương à, em làm vợ anh nha. Anh thật lòng muốn bảo vệ em, che chở cho em, mang lại hạnh phúc cho em mà. Em không sao. Những lời đồn đại đó không ảnh hưởng gì tới em hết. Anh không cần phải ái nái gì hết. Anh về đi. Hương, em đã nói là anh về đi rồi mà. Được rồi, anh sẽ làm theo tất cả những gì em muốn. Chỉ cần em vui vẻ, thoải mái là được. Anh về. Ủa, con nói chuyện với con Hương xong rồi hả? Có chuyện gì vậy? Con bị sao không? Hả? Dạ, dạ không có gì. Tụi con có chút chuyện trao đổi với nhau thôi. Vậy à? Dạ, con xin phép bác. Hương à, mở cửa, mẹ nói chuyện với con một chút. Mẹ ơi, con mệt quá, con muốn ngủ sớm. Có gì mai nói chuyện sau nha mẹ. Chuyện này á, mẹ cần nói với con liền, nếu không mẹ không có ngủ được đâu. Mở cửa ra, nhanh lên. Con có nghe mẹ nói không?
Mở cửa liền cho mẹ. Hương. Con ngồi xuống đây. Giữa con với thằng Dân đã xảy ra chuyện gì? Dạ không có gì đâu mẹ. Cả công ty đều biết. Mà con còn muốn giấu mẹ sao? Mẹ, con thực sự không biết phải làm sao hết. Nhìn biểu hiện của hai đứa là mẹ biết có chuyện rồi. Con à, lúc nãy ở bên ngoài mẹ nghe hết rồi con. Nếu là đứa khác thì mẹ đã cho nó một trận rồi. Đừng hòng mà dễ dàng đi về như vậy. Nhưng mà chuyện này không phải là lỗi của thằng Nhân đúng không? Là ông Hải, ông tính gài bẫy con, bỏ thuốc vô rượu nên Nhân không biết nên uống giúp con. Kết quả là hai tụi con. Cái thằng Hải đó đúng là không ra gì mà. Cũng còn may cho con là không bị thằng Hải nó hại. Thằng Nhân á, nó là một đứa tài giỏi tốt bụng. Mẹ đã thăm dò cổ đông rồi. Nó rất được lòng mọi người và cả ông Phước nữa. Đang ngầm dọn đường cho nó để trở thành người kế thừa sau này. Lúc nãy nó có nói là nó chịu trách nhiệm cầu hôn con mà. Con còn chần chờ gì nữa hả con? Nếu như mà con cưới thằng Nhân thì mẹ sẽ an tâm hơn. Mẹ, hôn nhân đối với con là chuyện rất quan trọng. Vậy là con không có tình cảm gì dành cho thằng Nhân hay sao? Hương, nói thật cho mẹ biết coi, hay là con vẫn còn ngu muội? Con vẫn còn yêu thằng khốn kia đúng không? Hả? Không có đâu mẹ. Từ lâu con đã không còn nghĩ tới anh Nghĩa nữa. Còn anh Nhân, con biết anh Nhân rất tốt với con. Con cũng rất quý anh Nhân. Nhưng mà con không biết là mình có thực sự yêu ảnh không nữa. Bây giờ công ty đang đồn đại lung tung rồi, sẽ ảnh hưởng đến con sau này đó. Huống hồ bây giờ không thể nào tìm được một đối tượng phù hợp với con hơn thằng Nhân đâu. Mẹ thấy là nó rất yêu con đó. Thôi đừng có chần chừ do dự nữa con à. Mẹ, con muốn có thêm thời gian để suy nghĩ. Con từng có nhiều quyết định sai lầm rồi, nên con không muốn mình sai lầm thêm lần nào nữa. Được rồi, hay là vậy đi, con xin nghỉ phép rồi đi du lịch vài bữa. Khi nào tâm trạng thoải mái thì mẹ nghĩ rằng con sẽ có những suy nghĩ sáng suốt hơn. Dạ. Vậy chắc con sẽ lên biệt thự trên Đà Lạt vài ngày. Chứ giờ vô công ty con cũng không thể nào tập trung làm việc được. Thôi vậy cũng được. Không sao đâu con, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vậy con ngủ sớm đi, mẹ về phòng nha. Mình phải ra tay thôi.
Ủa, mọi người về hết rồi hả? Bố trí nhìn thuận tiện ghê ha. Không ngờ Trâm là biết cách sắp xếp, tạo không gian thoáng đãng, tận dụng được ánh sáng tự nhiên mà không bị chói nữa chứ. Mình cứ nghĩ là trước giờ cô thích phong cách rườm rà, qua lá hẹ nữa chứ. Anh Nghĩa. Ủa? Ủa, anh nói là anh không đến được mà. Em chưa về sao? Trong với mọi người về hết rồi hả? Dạ đúng rồi, mọi người mới vừa về á. Tại vì chị Trâm nói là em sắp xếp trước, em không biết là chị Trâm có muốn trang trí gì hay không, cho nên em nói mọi người ngày mai hãy mua giấy dán tường và một số tranh ảnh trang trí sau. Ủa, hôm nay Trâm không tới hả? Vậy rồi ai hướng dẫn em sắp xếp cái này? Chị Trâm nói là tối ngày hôm qua chị mất ngủ, cho nên hôm nay chị hơi mệt. Chị kêu em là cứ sắp xếp đi rồi ngày mai chị sửa lại á. À, anh thấy em sắp xếp được lắm đó. Anh thấy là có cần thêm giấy dán tường hay là cái gì không? Nếu vậy em có thích giấy dán tường màu gì không? Thật ra em thấy là văn phòng của mình tông trắng như vậy là không gian sáng sủa, dễ chịu rồi nè. Nếu như mà anh thích đó thì ở đây nè, để thêm mấy chậu cây xanh to to cao cao ha. Ở đây cũng vậy, để thêm mấy chậu cây cao là được rồi. Như vậy á, không gian làm việc sẽ thoải mái hơn. Không ngờ mình suy nghĩ giống nhau như vậy. Nhưng mà chắc là ngày mai Trâm vô á, mọi chuyện sẽ khác thôi. Trâm á, thích phong cách rực rỡ màu mè lắm. Thế nào anh nghĩ cũng thêm giấy dán tường rồi trang trí thêm này nọ cho coi. Sao hồi nãy anh nói là anh thích phong cách này mà? À, em biết rồi. Anh chiều ý chị Trâm đúng không? À, ăn uống gì chưa? Em chưa. Vậy giờ mình về đi, tìm chỗ nào đó kiếm gì ăn đi. Chỗ nào? Vậy sao mình không ghé quán cháo cá của chú Tư ăn cho nó tiện anh? Ở đó ngon mà trăng thanh gió mát nữa. Em nói chú Tư bán ở xe chè của mẹ anh hả? Ừ. Chú Tư chuyển sang bán cháo lòng trước khi em dọn tới đây rồi. Nhưng mà chú Dân cứ để bạn bán cháo cá như vậy đó. Em nhớ nhầm. Em nhớ là bà Sáu nói là chú Tư đã từng bán cháo cá mà bán rất là ngon. Bà Sáu nói em muốn ăn cháo thì cứ ra chú Tư vừa rẻ vừa ngon. Ủa mà sao tự nhiên chú Tư đang bán cháo cá ok quá trời chuyển sang bán cháo lòng vậy ha? Có một lần khách của chú Tư ăn cháo cá bị mắc xương phải nhập viện luôn đó. Nhưng mà không phải lỗi chú Tư, nhưng mà chị Tám á ghét chú Tư, cứ xỉa xói hoài. Chú Tư quê quá chuyển sang bán cháo lòng luôn. À, nè, rồi giờ còn muốn anh phụ sắp xếp gì nữa không? Đâu có cần phụ gì đâu, em sắp xếp hết rồi, bây giờ em chỉ đói bụng thôi. Ok, vậy thì đi thôi. Đi. Ủa? Ôi trời ơi. Dì Tám, mẹ con về rồi hả? Tắt đèn, mất lịch sự quá, rội vô mặt người ta. Bán đắt thì về thôi, cũng hỏi nữa. Ê, ăn hột vịt lộn không con? Tắm luộc dạ cho. Dạ thôi, con không ăn đâu. Không ăn làm ơn đem xe đi chỗ khác, nhanh. Để án mặt tiền của người ta sao ta bán? Dạ. Bà này bà ngộ, bà ích kỷ dễ sợ luôn á. Đem xe qua đây nè con. Dạ. Thoải mái đi. Đâu đây hả chú Tư? Thoải mái đi. Dạ. Không gì phải ngại á. Mà có ăn cháo không? Dạ có. Có à đậu. Ừ, thôi dạ. Đi. Trời ơi, làm như tử tế lắm. À. Yến, con được thằng Nghĩa nhận vô làm rồi hả? Dạ, sao dì Tám biết? Trời, chuyện nhỏ. Nguyên cái xóm này á, Tám được mệnh danh là Ba Tê. Ba Tê là cái gì vậy Tám? Là Tám thông tin, cái gì Tám cũng biết hết. Tám còn biết quê bay ở Đà Nẵng nữa kìa, đúng không? Ăn hột vịt lộn nha, Tám luộc cho ba chục trứng nha. Dạ thôi. Hả? Ê, không ăn có cần đồng thanh vậy không? Ủa sao anh không ăn vậy? Anh không thích hả? Thôi, không ăn thì thôi, đừng nhắc tới nhắc lui. Không phải, tại anh sợ. Anh sợ hả? Em là con gái, em sợ là đúng rồi. Còn anh, con trai mà cũng sợ hả? Nói đúng đó. Cái tướng như con voi, đánh lộn đánh lạo, ta nói từ nhỏ tới lớn khắp xóm. Nghĩ sao đánh lộn mà sợ ăn hột vịt lộn mày? Mày sợ ke vừa thôi. Ê, chứ không phải mày ghét tao nên mày không thèm ăn đồ của tao bán đúng không mày?
Trời đất ơi, không có đâu dì Tám. Con nói thiệt mà, dì không tin á. Dì về hỏi bà ngoại con đi. Nhỏ lớn giờ con có ăn bao giờ đâu chứ. Bà ngộ quá bà Tám. Ngộ gì? Mỗi người có một nỗi sợ khác nhau. Có người sợ ma, có người sợ gián, sợ chuột. Thì cũng có người sợ cái phần ăn con trong cái trứng hột vịt lộn. Thiếu gì người nhìn bên ngoài thấy vậy đó, nhưng mà bên trong lại khác. Hay quá ha. Dạ chú nói đúng đó. Có nhiều người nhìn bên ngoài thấy vậy mà không phải vậy đâu. Giống như là đồ nội thất vậy đó chú. Nhiều khi ở bên ngoài sơn bóng bẩy đẹp lắm, nhưng mà ở bên trong thì hở mục nát hết rồi. Ê Nghĩa, bộ xưởng con làm ăn vậy đó hả? Ờ chưa gì mà con Yến nó vạch trần mày ra rồi kìa. Đâu có dạ, đâu. Không có đâu. Trời ơi dì Tám đừng có hiểu lầm. Tại vì ông bà mình có câu là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nên con dí dòn vậy chơi thôi. À nó đúng quá trời. Chú Tư hả? Cho con hai tô cháo đi. Trời ơi, tôi tưởng nó nói chuyện nó quên kêu cháo luôn. Hên thiệt. Có liền, có liền. Có liền ha. Múc sẵn luôn nè. Hai tô cháo. Đây. Dạ, cảm ơn chú Rồi Tư. Thêm dĩa rau nữa nè. Rồi ăn thoải mái nha hai đứa nha. À, gian phòng sắp xong rồi. Hay là ngày mai á, Yến cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Không cần phải vui lòng nữa đâu. Em ở nhà nằm nghỉ hoài cũng chán, có biết làm gì đâu. Thì anh thấy là Yến cứ đi dạo hay là thông thú Sài Gòn đi. Yến cứ mạnh dạn lên. Giờ ở đâu cũng có người tốt, chứ không phải gặp toàn lừa đảo không đâu. Đừng có sợ. Anh nghĩ là em sợ bị lừa đảo móc túi hả? Thì anh nghe mấy người ở xa lên Sài Gòn, người ta nói vậy đó. Thấy Yến nói chuyện chắc là đã gặp người xấu rồi đúng không? Trước đây á, em cũng từng bị người xấu lừa đảo, nên bây giờ em cũng không phân biệt được đâu là người xấu, đâu là người tốt nữa. Yến đừng có bi quan quá. Cũng có nhiều người tốt ở xung quanh mình mà. Chắc chắn á, rồi Yến sẽ gặp được thôi. Như anh nghĩ vậy á hả? Mà đúng mà, anh nghĩ rất là tốt với em. Chịu nhận em vô làm mà hôm nay em chưa có thể hiện gì để cảm ơn anh Nghĩa hết. Cho Ê, nên em ăn đi, không cần bỏ thêm qua cho anh cảm ơn anh đâu. Anh nghĩ là em bỏ thêm lòng cho anh hả? Thì hồi đó có người từng làm vậy với anh. Người yêu anh Nghĩa hả? Không, bạn bình thường thôi. Em đâu có biết anh Nghĩa thích ăn cái gì đâu mà để qua cho anh. Ý của em á là từ giờ anh Nghĩa có cần em làm việc gì thì anh cứ nói nha. Em không có ngại chuyện gì đâu. Chuyện gì em cũng làm được hết á. Nè, không cần cái sáo đâu. Anh nhận em á là bởi vì em phù hợp với công việc thôi. Từ nay á cứ làm tốt công việc của mình là được. Dạ em cảm ơn. Anh Nghĩa không biết ăn ớt hả? Em xin lỗi nha. Đang nói chuyện em phân tâm em quên. Tại thường ở nhà ăn cơm á là em hay múc ớt cho nội em như vậy á. Vậy giờ anh ăn được không? Không sao, em ăn đi. Dạ anh Nghĩa ăn ngon nha. Anh Nghĩa có sao không? Tại anh ăn cay dở lắm. Em xin lỗi nha. Cay lắm luôn hả anh? Với lại anh cũng không đói lắm. Anh ăn miếng lòng thôi là được rồi. Em cứ việc ăn đi. Dạ. Xin lỗi anh nha. Cô định ở Đà Lạt bao nhiêu lâu vậy? Cô Hương. Cô Hương. Dạ. Chú hỏi gì con hả? Cô định ở Đà Lạt bao nhiêu ngày? Dạ con cũng chưa biết nữa chú. Khi nào con về con đặt vé máy bay rồi báo chú ra sân bay đón con nha. Thì ra hắn vẫn qua lại vui vẻ với cô Trâm đó. Thank you.
Cảm ơn anh nha. Cũng tại cái nón này nè, người ta quảng cáo xịn dữ lắm, ai về khó gài muốn chết. Để em lên Facebook bóc phốt để cho bà khỏi bán luôn. Ôi, để chiều anh chở em qua đây lấy xe nha. Dạ, anh đúng là chu đáo với em ghê luôn á. Nghe em gọi nói là xe hư, cái lạnh có mặt liền hả? À, hay là mình cũng tiện đường, em bỏ luôn cái xe đó, mất công nó lại hư nữa. Sáng á, cái anh ghé chở em đi làm, chiều anh chở em về ha. Giờ giấc của anh lung tung lắm, nhiều lúc á đi sớm về muộn thức khuya luôn, anh thấy không có tiện lắm đâu. À, cái chỗ sửa xe này á là chỗ uy tín lắm, bảo đảm xe em chạy ngon lành luôn. Nhưng mà người ta không thích đi một mình mà. Thì em đi có mình, em đi xe ôm hay là taxi cũng được mà. À, thôi, để anh chở em lên công ty. Ồ. Xảy ra giữa con và con Hương, bác cũng biết là con rất yêu Hương nên bác hoàn toàn ủng hộ. Nè, ngày mai con Hương nó sẽ lên Đà Lạt để nghỉ dưỡng, con cứ lên trên đó tìm cơ hội rồi cầu hôn nó nha. Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Bác cũng sẽ đôn đốc để nó giúp con. Chị Trâm, em đã làm xong bản kế toán chi phí rồi, chị xem qua rồi ký tên giùm em nha. Ờ, để chị ký. Trời ơi, sao em không trang trí bản kế toán cho nó đẹp hơn? Trang trí hả? Ờ, chỉ là bản kế toán thôi mà chị. Đúng là người sao của vậy, khô như củi mục à. Cũng may nhờ chị nè, trang trí tranh ảnh, chứ không hả, nơi này giống như rừng Amazon vậy đó. À, sao chị không coi qua? Lỡ em làm gì sai thì sao? Anh nghĩ chọn em thì chắc chắn là em đáng tin rồi. Với lại dò mấy cái này nhức đầu dữ lắm. Chị á, vì anh Nghĩa mới ráng đi làm thôi. Em có nghe mấy anh thợ xưởng nói là chị Trâm hùng đến hơn 50% cổ phần của công ty lận. Em thấy anh Nghĩa thật là may mắn khi có một người bạn tốt như chị. Cái con nhỏ này, nó nói vậy là sao? Hay là nó đang thăm dò coi mình và anh Nghĩa có gì không? Để nó nhảy vô hút anh Nghĩa. Anh quá trời ưu điểm mà. Không được, phải tiêu diệt ngay từ nụ trà, không thể để nó phát triển thành trà xanh được. Em nghĩ có một người bạn dạ khác giới nào tốt đến mức mà bỏ tiền cho ảnh làm công ty rồi hết lòng vì ảnh như vậy không? Vậy chị là người yêu của anh Nghĩa hả? Em xin lỗi, tại vì em không có nghe anh Nghĩa nói. Tại vì anh Nghĩa không có thích để mấy chuyện tình cảm riêng tư xen vào công việc, nên tụi chị mới không công khai thôi. Chứ nói thiệt với em, vài tháng nữa là tụi chị cưới nhau rồi đó. Vậy em chúc mừng anh chị. Cảm ơn kinh, làm việc tiếp đi. Dạ. Theo như mấy bộ phim mình coi thì ánh mắt của nó phải suy sụp buồn bã lắm. Có đứa còn phải xin vào toilet để khóc nữa. Sao mà nó bình thường dữ vậy? À,
hay là nó là trà xanh siêu cấp, không lộ buồn vui. Cái này còn nguy hiểm hơn nữa, phải tích cực đề phòng mới được. Cũng đã lâu rồi mà mình vẫn chưa thể chấp nhận hình hài này sao? Đừng vọng tưởng nữa khi mình đang theo đuổi mục đích phải đi đến cùng. Yên ơi! Yên! Yên ơi! Dạ! Yên ơi! Dạ! Bà Sáu. Bà Sáu à? Bà biết con về rồi cho nên mới ghé vô chơi với con chút. Dạo này con bận lắm hả? Không thấy qua nhà bà chơi. Dạ, tại vì anh Nghĩa nói là công ty còn mới á, nên chỉ mới thuê một mình con làm kế toán thôi à. Nên tạm thời con cũng hơi nhiều việc. Để cuối tuần con qua chơi với bà nha. Rảnh thì qua chơi với bà nghe. Mà con làm việc quen chưa? Nếu có khó khăn gì thì con cứ nói với bà. Dạ, anh Nghĩa tốt với con lắm. Con mà làm thêm mới là được hỗ trợ tiền nữa đó. Vậy hả? Bà nội của con á thấy rất là vui khi mà con kiếm được công việc tốt như vậy. Vậy thì được rồi. Ủa, bộ con muốn nấu cơm hả? Dạ, tại vì là con ở nhà có một mình thôi, con lười lắm. Ăn như vậy cho nó tiện. Cũng phải, đi làm về đủ mệt rồi con à. Nhưng mà ăn ở ngoài vậy hoài á không có tốt đâu con. Hay vậy đi, tối con đi làm về á, con ghé qua nhà của bà ăn cơm luôn. Thôi, con không muốn phiền bà Sáu đâu, con cảm ơn bà Sáu. Con đừng có ngại, thấy con một thân một mình á bà thương lắm. Bà coi con á như con cháu trong nhà, nên bà giúp được cái gì bà cứ giúp. Ngày nào á bà cũng chừa cơm cho thằng Nghĩa thì chừa thêm phần nữa cho con. Có gì đâu. Bà Sáu tốt quá à. Mà hai đứa cháu của bà thì... Thì sao? Hai đứa cháu của bà thì sao? Hai anh thì đẹp trai, tài giỏi, còn thành đạt nữa. Con nghe người trong xóm nói như vậy đó, ai cũng ngưỡng mộ nhà bà Sáu hết. Bà cũng thấy là mình có phước. Nhưng mà bà rất vui là hai đứa nó nên người đó con. Ủa bà Sáu, vậy còn người anh kia của anh Nghĩa có thường hay về nhà thăm bà Sáu không? Chắc con cũng nghe người trong xóm nói rồi chứ gì. Thằng Nhân á là cháu nuôi của bà, nhưng mà bà thương hai đứa cũng như thằng Nghĩa vậy đó. Nó bận lắm, cứ vài tháng mới về chơi một lần. Nói vậy chứ bà yên tâm hơn thằng Nghĩa. Trời ơi, tánh thằng Nghĩa đó nhiều lúc nó nóng nảy không như anh nó đâu. Anh Nghĩa nóng nảy lắm hả bà? Vậy có khi nào hả anh Nghĩa và anh Nhân đánh nhau luôn không? Không có đâu con, hai anh em nó biết nhường nhịn yêu thương nhau lắm. Vậy mà con nghe người ta đồn á hả, là anh Nhân theo đuổi người yêu cũ của anh Nghĩa. Bạn cũ là con Hương đó hả? Con cũng có biết đâu. Hổm con đi chợ, con nghe mấy gì xì xào vậy thôi. Gì nào nói với con, sao tao không nghe gì hết trơn. À, hay là cô Tám. Trời ơi, cô Tám đó là chuyên gia Tám, mà 8 tới 9, 10 thêm bớt dữ lắm. Dạ, thiệt sự là lúc đó con chỉ lựa đồ thôi, chứ con không có nghe ai nói luôn á. Thì là thằng Nhân với con Hương cũng làm chung công ty thiệt. Nhưng mà chắc là không có đâu con, họ đồn chơi vậy thôi. Dù ngày xưa thằng Nghĩa với con Hương chỉ quen có vài tháng thôi à, nhưng tánh Nhân á, bà biết, nó không có thương con Hương đâu. Dạ.
Anh Nhân đúng là rất yêu mình, tốt hơn tên xấu xa đó rất nhiều. Alo, Quốc hả? Dạ, em nghe anh. Cậu liên hệ với lại bên tổng công ty giúp tôi. Sáng mai tôi có một buổi họp gấp với quản lý và các phòng ban, chỉ cần 15 phút thôi. Dạ, có chuyện gì vậy anh? Cậu cứ liên hệ với bên nhân sự giùm tôi là được. Vậy đi nha. Dạ. Bye. Anh Nhân. Anh xin lỗi, anh đã làm cho em thức giấc rồi hả? Anh gọi liền cho anh Quốc, hủy cuộc họp ngày mai đi. Anh biết là em lo nghĩ cho anh, anh sẽ không sao đâu. Em đừng lo lắng gì hết, anh đã quyết định rồi. Nhưng em không muốn người em yêu chịu tiếng oan như vậy. Mình kết hôn nha. Em nói thiệt hả? Ừ. Anh đúng là người hạnh phúc nhất trên đời. Anh yêu em. Tôi cũng không ngờ gia đình mình thân lại càng thêm thân. Dạ. Còn về chuyện đám cưới á, thì bên đàn trai của tôi để chị quyết định. Vậy là chị tính khi nào thì thuận tiện tổ chức? Anh biết sao không? Nghe tụi nó thông báo là sẽ kết hôn là tôi tức tốc kêu tài xế chở đi coi ngày liền. Anh Phước nè, 20 tháng này nè, anh coi có được hay không? Còn đúng 2 tuần nữa. Còn nếu như không kịp thì phải 2 tháng nữa mới có ngày tốt anh. Tất nhiên tôi muốn càng nhanh càng tốt rồi, nhưng mà quyết định cuối cùng là ở tụi nó. Hai đứa con thấy làm sao? Dạ con thấy tùy giờ Hương thôi ba. Dạ, nếu vậy thì 20 đi chú. Con nghĩ là đám cưới sớm sẽ tốt cho tụi con hơn. Vậy thì mình quyết định vậy luôn ha. Được rồi, tôi sẽ về gọi cho thân tộc bên tôi, rồi báo cho chị ngày dạm ngõ chính thức. Dạ. Đám cưới tùy gấp, nhưng mình cũng phải làm cho đủ lễ nghi. Dạ. Nếu vậy thì tôi nghĩ là mình bàn luôn đi, chứ ai cũng bận quá trời đó mà. Nhà tôi thì chỉ còn có ông chú Út. Tôi sẽ mời chú Út làm đại diện cho nhà trai. Dạ, còn bên tôi thì còn bác hai của con Hương. Tôi sẽ nhờ ảnh làm đại diện cho nhà gái. Nhân à. Dạ. Bà ngoại với mẹ Nga của con đều có ơn với con. Mình cũng tính vào hàng thân tộc nghe con. Dạ. Cái này thì tùy bên anh tính thôi, chứ tôi thấy là không nên mời họ rồi đó. Chuyện rúp xưa rùm beng như vậy cũng đâu có vui vẻ gì. Mẹ, mẹ cũng nói là chuyện lúc xưa mà. Con nghĩ mọi người cũng đã quên hết rồi, con cũng không còn nghĩ tới nữa. Con đã chấp nhận cưới anh Nhân thì đã lường trước việc gặp lại họ. Nếu bây giờ mẹ không cho anh Nhân mời bà ngoại và mẹ nuôi của ảnh, thì người ta sẽ đàm tiếu ảnh và chú Phước đó mẹ. Thôi, nếu vậy thì tùy bên nhà trai quyết định. Dạ, cô cảm ơn bác. Còn gọi bác gì nữa chứ, bây giờ gọi mẹ là được rồi. Đúng rồi, bây giờ hai đứa gọi đi là vừa. Dạ. Dạ ba. Dạ mẹ. Còn con. Dạ ba. Mẹ. Thôi bây giờ mời anh vô dùng cơm. Dạ. Nha, các con vô dùng luôn. Dạ. Đi. Dạ. Mời anh. Hương à, anh cảm ơn em nhiều lắm. Mình sắp là vợ chồng mà. Bà ngoại và mẹ Nga rất là thương anh, chắc là sẽ đến dự. Còn thằng Nghĩa thì... Em đã nói là không quan tâm chuyện cũ nữa, tùy anh quyết định thôi. Ừ. Thôi thôi mình vô nghe em. Ừ. Đi. Cái con nhỏ này,
Bà kêu con tối ghé qua nhà, sao không chịu qua? Tại vì công việc của con dạo này á, giờ rất thất thường lắm bà. Việc nhiều lắm dạ, hả con? Con sợ là ngày nào con cũng qua thì con làm phiền bà. Cho nên cuối tuần con được nghỉ á, con qua nấu cơm với bà Sáu với dì Nga. Vậy là con được ăn cơm nhà luôn rồi. Thôi vậy cũng được. Con rảnh á thì cứ qua chơi với bà, cho bà đỡ buồn. Còn thằng Nghĩa thì khỏi nói rồi, đi từ sáng tới khuya nhiều khi chưa thấy nó về nữa. Dạ tại dạo này á, công ty của con nhiều việc lắm nên ai cũng phải về trễ hết trơn á. Vậy hả con? Để làm kịp còn giao hàng cho khách nữa. Vậy hả? Con biết không, thằng Nghĩa nó thức tới gần sáng á, cho nên bây giờ có dậy nổi đâu, còn nằm ngủ nướng ở trong trỏng á. Con nghĩ là anh Nghĩa xiên vậy luôn á. Bộ con biết quay tướng phải không? Tướng nó làm biến lắm phải không? Dạ không phải. Tại vì anh Nghĩa ảnh là sếp mà, ảnh là giám đốc mà, cho nên là con nghĩ là công việc ảnh phải giao cho nhân viên chứ đâu mà ảnh ôm hết ảnh làm như vậy. Con ơi, con biết không, tính nó từ nhỏ đã siêng năng lắm rồi. Hồi nhỏ đi học về á là ra bắn chè tiếp với bà đó cho tới khuya mới về. Vậy mà sáng tự dậy, khỏi phải kêu gọi, khỏi có nhắc nhở, tự lo lắng đi học lấy. Má, thằng Nhân nó gọi con. Má coi chảo cá giùm con nha. Để con chạy ra coi cho. Con đi đi. Bà Sáu, con thấy dì Nga có vẻ thân thiết với anh Nhân quá ha. Tuy con Nga với thằng Nhân không phải là mẹ con, nhưng mà hai đứa nó như là có duyên vậy đó con. Quý mến nhau lắm, ai cũng tưởng là hai mẹ con ruột đó chứ. Dạ. Yến. Để anh. Em xin lỗi. Để cho em. Được rồi, em không sao. Chắc là chín rồi đó. Nghĩa, con dậy rồi đó hả con? Dạ, không hiểu sao hôm qua con ngủ quên tới giờ này luôn. Yến, qua chơi hả em? Dạ, em được nghỉ cho nên hôm nay em qua chơi với bà Sáu đó. Bà rủ Yến qua ăn cơm đó mà con. Sao tối hôm qua con thức khuya dữ vậy? Bà đã dặn con rồi, làm gì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Dạ, tại đợt này con giao cấp bà thiết kế cho khách hàng, cho nên thức khuya vậy ở ngoài. Nhưng mà hồi tối này con xong luôn rồi. Vậy hả? Anh Nghĩa, em nhớ hôm bữa anh nói là anh đang muốn tìm chỗ cung cấp gỗ đúng không? Đúng rồi, anh đang tìm đó. Anh tìm được chưa? Vẫn chưa được. Công ty cũ của em ở ngoài Đà Nẵng hồi xưa là họ lấy gỗ ở một công ty Đắk Lắk mà em nhớ là giá cũng ok lắm. Nếu như mà anh muốn thì để xíu nữa em hỏi số điện thoại của đồng nghiệp cũ, xong rồi mình xin địa chỉ rồi đến đó thử. Vậy hả? Vậy em hỏi giùm anh nha. Xíu nữa em gọi liền. Cảm ơn em. Má, thằng Nhân về chơi nè. Dạ ngoại. Ủa, anh hai? Anh hai. Nghĩa. Ủa, giờ mình có khách hả ngoại? Yến qua nhà ăn cơm với ngoại đó. Em chào anh, em là Yến. Em là nhân viên công ty anh Nghĩa. Em ở trọ gần kế bên nè. Chào em. Yến qua ăn cơm với bà ngoại đó anh hai. Má nè, thằng Nhân về chơi, sẵn mời đám cưới nhà mình luôn đó má. Có chuyện gì hay sao mà con kêu con Yến nó về vậy? Dạ, tại con nghĩ nhà mình nói chuyện về đám cưới của thằng Nhân không thích hợp với người lạ. Anh hai, có chuyện gì sao anh hai? Người anh cưới là Hương. Con Hương sao? Con xin lỗi tất cả mọi người. Nè Nhân, mẹ biết con đang nghĩ gì. Dù sao chuyện của thằng Nghĩa với con Hương cũng lâu rồi. Với lại lúc đó
hai đứa nó cũng chỉ yêu nhau sơ sơ thôi, chưa có gì là quá giới hạn. Trong khi đó, con và con Hương làm việc chung với nhau, lâu ngày nảy sinh tình cảm, chuyện tình yêu mà đâu có ai điều khiển được. Mẹ nghĩ cả ngoại và thằng Nghĩa đều hiểu mà, phải không con? Dạ. Mẹ nghĩ con đừng có ngại. Mẹ Nga con nói đúng đó. Em chúc mừng anh hai nha. Mẹ nói đúng, em và Hương, em và chị Hương chỉ là quá khứ thôi. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Ngoại à, 20 tháng này tụi con làm đám cưới. Con mong là ngoại và mẹ sẽ xuất hiện trong ngày vui của con. Con nói gì vậy? Tất nhiên là mẹ phải đến rồi. Đám cưới của con á, sao mà ngoại không đến dự được? Nghĩa, còn em thì sao? Em thực sự bây giờ không nghĩ tới chuyện cũ nữa. Nhưng mà em nghĩ sự có mặt của em sẽ không có hay lắm. Với lại thời điểm đó em bận nhiều việc của xưởng lắm. Ừ vậy thôi, con cứ lo công việc của con đi. Dạ. Em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn em. Dạ con xin phép con về trước. Chạy xe cẩn thận nha con. Dạ ngoại yên tâm. Nghĩa nè, thật lòng mẹ cũng không ưa gì gia đình cái bà Mỹ đó. Nhưng mà sở dĩ mẹ không ngăn cản anh hai con, bởi vì dù sao nó cũng không phải là con ruột của mẹ. Cuộc hôn nhân này còn có ba ruột của thằng Nhân ủng hộ nữa. Mẹ cũng hiểu nỗi khó xử của con. Nhưng mà anh hai con đã lỡ yêu phải con Hương rồi. Lúc nãy mẹ đã nói vậy để mọi người khỏi khó xử với nhau. Con đừng hờn trách về anh hai nghe. Tình cảm anh em vẫn là quan trọng nhất, phải không con? Dạ. Mẹ con nói phải đó Nghĩa. Thôi, con đừng có nghĩ ngợi gì hết nữa nghe không? Dạ. Bà ngoại, mẹ, con đã nói con thật lòng chúc phúc cho anh hai và chị Hương mà. Chuyện ngày xưa con không còn nghĩ tới nữa rồi. Ngoại, con sẽ tranh thủ chạy đua với anh hai để tìm cháu cho Út về cho bà ngoại nha. Vậy nha, nhớ đua nghe. Dạ. Ừ. Biệt thự này anh đã nhờ thợ sửa lại một chút. Em có thích hay không? Dạ em thích lắm. Ban đầu em cứ tưởng mình sẽ về ở chung với ba. Em cũng biết anh Hải mà. Dù anh rất muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho ba, nhưng mà anh nghĩ mình ở riêng thì sẽ tốt hơn. Chính vì vậy anh mới mua căn biệt thự này. Dạ. Anh đưa em lên tham quan căn biệt thự của tụi mình nghe. Dạ. Đi. Đẹp quá. Ngày mai là đám cưới của tụi mình rồi. Anh cảm ơn em nhiều lắm vì đã chấp nhận cưới anh. Anh biết là thiệt thòi cho em. Sao anh lại nói vậy? Em rất hạnh phúc mà, có thiệt thòi gì đâu. Anh có thể cảm nhận được mà. Vì chuẩn bị đám cưới, việc gì em cũng nghe theo anh hết. Bình thường các cặp đôi đám cưới có khi còn cãi nhau vì bất đồng quan điểm trong việc tổ chức. Anh đừng hiểu lầm. Không phải em thờ ơ với đám cưới của tụi mình đâu, mà tại em đang quá áp lực với công việc của mình. Anh cũng biết, từ lúc em lên chức tới giờ em cũng hay mất ngủ mà. Anh có một tin vui muốn báo với em. Chuyện gì? Mẹ của em đã đồng ý sau khi mình cưới nhau sẽ cho em nghỉ ở Đại Á, tiếp tục đam mê thiết kế thời trang của em. Thiệt vậy hả anh? Thiệt. Ủa
Mà sao mẹ lại đồng ý? Vì anh đã xin mẹ hãy để cho em vui vẻ sống với đam mê của em. Anh biết em rất áp lực và cũng không hề hứng thú gì với công việc ở Đại Á. Đồng thời anh cũng hứa với mẹ là sẽ cố gắng luôn phần của em, trở thành chủ tịch của Đại Á. Anh sẽ tiếp tục phát triển Đại Á ngày càng vững mạnh để cho con cháu đời sau của mình kế thừa. Từ nay em chỉ cần sống vui vẻ và hạnh phúc, tự do làm điều mình muốn. Những gì còn lại cứ để anh gánh vác thay cho em. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Giữa tụi mình không cần nói cảm ơn nữa, biết chưa? Mình từng muốn đám cưới gấp vì mình sợ sẽ hối hận, sẽ thay đổi quyết định này. Nhưng giờ mình nhận ra mình thật sự yêu anh Nhân rồi. Rồi từ từ cổ phần của Hương cũng sẽ thuộc về mình. Hương không cần phải áp lực, còn mình thì có đầy quyền lực, vẹn cả đôi đường. Còn gì nữa không ta? À, Đắk Lắk chắc nhiều muỗi, lấy thuốc sức muỗi mới được. Trong đau thương thôi, từ đây nỗi buồn như làn sương phủ mờ, có chăng là chút môi khô thầm như đêm trăng. Người quay về xa mất rồi, ta tìm ta chốn nào, chỉ có ta, chỉ với ta bao đêm khóc. Bỏ cái gì mà coi bộ mờ ám quá vậy? Mình lê bước tìm nỗi nhớ, vì yêu thương mình đã trao nhau nắng thu vừa qua. Mỗi anh Nghĩa vừa xa. Ủa ý, sao giờ này anh còn chưa ngủ? Anh đi hóng gió hả? À, phải rồi, em đi tập thể dục hả? Dạ đúng rồi, em chạy vài vòng cho nó khỏe người. Mà sáng mai á, 6 giờ là mình ra nhà xe đúng không? À, đúng rồi, nhưng mà ngày mai á, chị Trâm đem xe qua đón tụi mình. Ừ, có chị Trâm nữa hả? Ừ, đúng rồi, Trâm nói là muốn đi chung để kiểm tra cho an toàn. Ừ. Thôi, anh vô ngủ sớm nha, ngày mai còn đi sớm nữa. Dạ, anh ngủ ngon nha. Em cũng chạy vòng xong rồi về nghỉ sớm nha. Dạ, bye bye anh. Anh vô đó.
Nè, em có thấy mệt không? Nếu thấy mệt đó thì tấp vô chỗ nào đó nghỉ ngơi đi. Anh không biết lái, chứ biết lái thì đã lái phụ em rồi. Không sao đâu mà. Tại tối hôm qua em coi phim nó hay quá đi. Coi một lèo 5 tập luôn mà. Nên ngủ trễ cho nên hơi mệt chút. Với lại lâu quá em đâu có lái đường xa vậy đâu. Anh đó nha, làm giám đốc rồi, phải học lái xe đi chứ. Để mai mốt em còn mua xe cho anh nữa. Thôi, không cần đâu. Anh thấy lúc này chưa cần thiết, với lại anh bận lắm. Anh nói với em rồi, lái xe đường xa mệt lắm, khi ở nhà nghỉ ngơi mà không chịu nghe. Không, em phải đi theo để dập cái nụ trà chứ. Nụ trà là gì? À, ý của em là em phải đi kiếm trà ngon để em uống đó mà. Ở đây là xứ sở của trà mà. Ờ ha. Nếu muốn á thì em cứ đi chơi thoải mái đi, sáng mốt mình về. Anh nói thiệt hả? Em có tưởng đâu là anh sẽ từ chối không á. Em nghĩ là anh sẽ nói làm việc xong rồi về liền. Bận lâu nay rồi, lâu lâu có thời gian á tranh thủ xả hơi. Dạ vậy để em lên lịch đi chơi liền nha. Em cũng thích đi chơi lắm. Quên mất cái con mụn trà này nữa. Vậy cả ba đứa mình cùng đi. Em chỉ đường cho chị Trong đi. Dạ, bạn em nói là mình đi thẳng tới ngã ba đằng trước mình rẽ phải nha chị. Ok. Chỗ tôi để giá đó là rẻ nhất thị trường rồi. Nếu anh đồng ý, tôi cho người chở xuống Sài Gòn liền cho anh. Được đó anh. Gỗ vừa đẹp lại vừa tốt nữa. Đồng ý liền đi anh. Khoan đã Trong à. Anh để tôi về bàn bạc lại. Có gì sẽ liên lạc với anh sau nha. Trời, rẻ vậy mà còn suy nghĩ gì nữa. Nếu không đồng ý là tôi để lại cho người khác đó. Anh mua liền đi. Để người khác người ta mua bây giờ. Đi anh. Anh để cho tụi tôi về suy nghĩ lại. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với anh nha. Ok, cứ suy nghĩ. Nhưng mà khi gọi lại còn hàng hay không tôi không chắc à. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Thôi, tôi về nha. Chào anh. Chào cô. Dạ, chào anh. Chào anh. Cô. Đã gãy, anh có cố gắng thì cũng không cứu được. Chỉ mất công, mất thời gian của anh thôi. Dù biết rằng trước sau gì nó cũng chết, nhưng bây giờ nó còn sống được giây phút nào á, tại sao mình không cố gắng cứu nó? Thiệt, bỏ tay với anh luôn. Cách nói này có phải là hắn không? Hay là đang copy đoạn văn của ai đó? Nhìn gì vậy? Đi thôi. Dạ. Để cho ảnh ngắm bông đi. Đi, hai đứa mình đi ra trước.